trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Duy Tân, nơi hội tụ nền giáo dục truyền thống và hiện đại. Sau 19 năm xây dựng và phát triển, trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Duy Tân, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục gặt hái được nhiều thành công và được biết đến như là một môi trường học tập năng động, toàn diện và chuẩn mực. Đặc biệt, trong năm học 2015-2016, trường Duy Tân đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ với tỷ lệ học sinh giỏi và tiên tiến cùng nhiều giải thưởng học sinh giỏi cấp thành phố, huy chương bạc, huy chương đồng các kỳ thi Olympic. Với sự đầu tư đúng mức của Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đông Nam Á CED, trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Duy Tân từng bước khẳng định là một trường học có uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh về chất lượng và tầm nhìn chiến lược trong giáo dục đào tạo. Nhà trường đã khẳng định tạo ra một môi trường giáo dục có chất lượng đào tạo không chỉ đạt chuẩn quốc gia mà còn phù hợp với các tiêu chuẩn giáo dục quốc tế. Do vậy, bên cạnh một lượng lớn học sinh là con em các gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, còn có nhiều học sinh là con em của người Việt tại hải ngoại được gửi vào trường Duy Tân để vừa được học tiếng Việt chính quy, vừa được học chương trình trung học phổ thông và dự các kỳ thi tốt nghiệp như học sinh người Việt tại Việt Nam. Tất cả hướng đến học sinh, xác định nhu cầu về học tập và giáo dục ở bậc trung học là nền tảng cho sự phát triển ở bậc đại học, nên từ thiết bị, công cụ đến đội ngũ giáo viên và chương trình học, phương pháp giảng dạy đều được đòi hỏi rất cao. Ngay từ khi thành lập, trường Duy Tân đã chú trọng đầu tư trang bị hệ thống cơ sở vật chất tốt và hiện đại cho học sinh. Bên cạnh hệ thống phòng học đạt tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục Đào tạo, nhà trường còn đầu tư nhiều phòng chức năng mang tính ứng dụng cao như thư viện, phòng thí nghiệm lý hóa sinh, phòng tin học, trang bị hệ thống Internet nối mạng toàn trường với 120 máy vi tính, phòng hội thảo lớn, các phòng học chức năng, nơi sinh hoạt các phong trào văn thể Mỹ. Nhờ vậy, các em học sinh được học lý thuyết và thực hành theo phân bố chương trình chuẩn và nâng cao của ngành giáo dục. Trong khi đó, đội ngũ giáo viên giỏi, tận tâm và giàu kinh nghiệm đến từ các trường học có uy tín trên địa bàn thành phố giúp truyền đạt tri thức, xây dựng nếp sống và cách suy nghĩ của học sinh. Tận tâm và trách nhiệm, các thầy cô giáo của nhà trường luôn có phong thái thân thiện, cởi mở, sẵn sàng giải đáp thỏa đáng những thắc mắc của học sinh kể cả trong và ngoài tiết học. Đồng thời, các học sinh được học với giáo viên nước ngoài đến từ United States, United Kingdom để rèn luyện các kỹ năng nghe, hiểu và giao tiếp tiếng Anh. Tăng cường học các chương trình toán online, các chương trình quản trị khởi nghiệp Coursera.org, chương trình lập trình quốc tế Code.org. Nhiều học sinh trường Duy Tân đã nhận các chứng chỉ quốc tế của các trường đại học lớn trên thế giới như UC Irvine, Rochester University. Không chỉ dạy chữ mà còn dạy làm người. Hiện nay, trước các tệ nạn xã hội đang ngày càng lan rộng trong lứa tuổi vị thành niên, các bậc phụ huynh đều không khỏi lo lắng trước việc con em mình bị cám dỗ, trốn học chơi game, hút thuốc lá, yêu đương sớm, kết bạn xấu trên mạng, v.v. Nhiều gia đình mặc dù ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn gửi con em mình vào học nội trú nhằm tránh xa những cám dỗ trong xã hội. Với các học sinh nội trú tại trường Duy Tân, ngoài việc học văn hóa, các em còn được rèn luyện phát triển nhân cách, đạo đức, học tập tính kỷ luật, tính tự giác, sống không ỷ lại. Các thầy cô giáo và quản nhiệm trong trường luôn chăm lo dạy bảo cho học sinh những điều hay lẽ phải, cho các em biết rõ về quyền trẻ em cũng như trách nhiệm của một người công dân với xã hội. Sau những giờ học tập tích cực trên lớp, hăng say trong những giờ thực hành, các em học sinh còn được tạo điều kiện để tham gia tích cực các hoạt động thể thao, văn nghệ của nhà trường. Phong trào đoàn đội, thiếu niên tiền phong ở trường rất phát triển. Học sinh được khuyến khích tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng, v.v. Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và là thành viên của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Vì thế, vai trò của giáo dục và đào tạo là quan trọng để làm sao Việt Nam có được lực lượng lao động giỏi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, nắm bắt những cơ hội thuận lợi của hội nhập kinh tế quốc tế. Học sinh Việt Nam sẽ nhanh chóng hội nhập trong nền giáo dục hiện đại tiên tiến của thế giới để trở thành công dân toàn cầu. Đấy là chiến lược
và là nhiệm vụ giáo dục đào tạo của Tập đoàn Giáo dục Đông Nam Á CED và của Trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Duy Tân. Học tập ở Trường Duy Tân là chuẩn bị hành trang sẵn sàng cho tương lai còn bạn.